Đấy, chào các bác yêu cây nhá. Con ơi, con chào các bác đi. Con bác yêu cây nhá. Em trở lại nó xem nào. Éo ơi, lấy tài năng nhí các bạn. Mới hơn 3 tuổi thôi, cầm kéo rồi. Này, cái mâm ngày xưa các bác này, mâm gỗ ngày xưa này. Đấy. Ôi, không phải cất vị trí đấy con. Đừng. No, 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 no. Cắt cái No, dài no. dài Đây, cắt cái nào dài dài như cái này này. Đấy. ạ. Cái dài dài đây. Cái dài dài đây. Ừ. Đây là cây xương cá các bác nhé. Bơi cái Đây, dài lộc tím, cái rất đẹp. dài Cái này dài khai thác ở đây. núi núi đá này. Xương cá núi đá thì nó bao giờ nó cũng đẹp hơn ở đồi các bác. Cái da. Ui, không, không con. Cái đấy bố đang nuôi. Đây này, con cắt cái này giúp bố này. À, em đang nói dở là cái xương cá núi đá bao giờ nó cũng đẹp hơn ở Bố ở ơi. đồi. Đẹp hơn ở đâu? Bố. Ở ở lá này. Thứ nhất là lá và hai là vỏ. Vỏ của nó các bạn. Vỏ của nó đẹp lắm. Còn ở đồi thì nó không thể có cái vỏ này được. Đấy. Ra hoa rồi Và cái nè. khả năng bo sẹo của nó rất Bố tốt. ơi bố. Ra hoa rồi nè. Cây ra hoa đấy con. Khả năng bo sẹo của nó rất tốt này các bác này. Bo sẹo rất mạnh, rất đẹp. Đây. Sống sức sống mạnh liệt luôn, chỉ có một tí thế này nó vẫn sống. Bố ơi. Đó, đang nói dở với các bác là cái lá của nó đẹp ở cái lá này. Lá nó tía đẹp lắm. Đấy. Đấy, lá nó tía đẹp các bác. Lá nó nhỏ và khi một non ra là nó tía đẹp. Thứ hai là cái vỏ đẹp, vỏ khỏe, khả năng tái tạo tốt. Đấy, và nó nhẵn, nó trơn lắm, nó như kiểu thân ổi ấy các bạn. Mà cái này thì theo em thì thấy thì nó đẹp hơn, vỏ này nó đẹp hơn ổi. Đó. Đây cũng quảng cáo quay sơ sơ lại cho các bác một số cái cây mà em đã lên chậu rồi. Đây là cây hoa rẻ nếp. Đấy. Cây này cũng ra chơi được 2 mùa hoa rồi các bạn. Đấy. Đây là con xe hay đi rừng đây. Win Indo. Và đây là em voi mammut. Mammut trồng được tầm 1 tháng gì đấy. Đây là kết quả của keo liền sẹo đây. Em bôi keo liền sẹo Hải Tiến thì thấy cảm thấy là hắn dễ ở cái vỏ, cái keo sẹo của nó cũng khá tốt đấy. Tầm 1 tháng mà như này là rất rất khá đấy các bạn. Đó. Còn nhiều vị trí nữa, ví dụ đây, đây các bạn thấy không? Đấy, rất mạnh. Đó, rất tốt. Nó sẽ rất mạnh. Đây. Mầm non tương lai đây, mầm non tương lai đây các bác nha. Tổng thể này. Đó. Đây là khuôn viên nhà, cũng là quê hương của em đấy, nhà đấy. Ừ, chưa có điều kiện để nâng cấp lại các bạn. Nó vẫn rất là mộc mạc với quê thôi đấy. Vẫn có vườn trồng rau, có ruộng bên kia để cây lúa, nuôi trâu, trồng mía, chơi cây cảnh. Nói chung chơi cây nó cũng không phân biệt tầng lớp đâu các bạn, ai cũng chơi được, yêu là được thôi. Có người thì làm giáo viên, có người làm chính trị, có người làm kinh tế, có người như nông dân thì em vẫn chơi cây được các bạn. Đấy, cây phù hợp.
Đây là cây nhãn nhưng mà không thành công này. Nó ra lộc rất mạnh rồi mà không thành công. Kia là cây cây thị. Thị thì lại rất dễ sống. Đó, đây thị nữa này. Sim. Sim. Sim này các bạn. Đó, cái này cũng được, tạm được. Đó. Đấy. Nhà ngói, mái ngói đỏ. Sân vườn thì đây, nhà em rộng ra đến cái bên kia. Chỗ đang quay đường rào đấy, gần nắm mía đấy. Đây sim. Sim. Cái này thì được hai cây này để làm gác cổng rồi các bạn. Sim gác cổng. Sau này lên sang năm thì chắc chắn là có quả thôi, hoa quả thôi. Trèo lên hái cũng mệt đấy nhỉ. Đây này bác này. Cái này thì phát triển rất tốt. Đấy, từ lúc lấy về đây. Lấy về là có một thân này thôi, bây giờ nó ra này. Nó ra đây. Gần được một năm rồi. Gần tầm Tết năm nay là được một năm này các bác này. Đấy, sim nó phát triển cũng rất nhanh. Nếu các bác chăm tốt, điều kiện tốt thì nó phát triển cực nhanh luôn. Đó. Đây, một năm này. Một năm như này là nhanh rồi. Đây, cả cái khu vực này. Trong vòng một năm. Lên bên kia, đấy. Một năm mà như này là quá mạnh đúng không các bác? Quá mạnh. Đấy, đấy là em chăm cũng chưa tốt lắm đâu. Hai cây này gác cổng và ok rồi. Đó, hy vọng là mùa hoa năm nay sẽ được khoe với các bác. Tiếp tục khoe với các bác. Đó. Đây là phải khoe cây này nữa. Là một cây hoa rẻ, hoa rẻ. Đấy. To khoảng 15 thôi. Nhưng mà lên này, chạy vòng đấy, vòng đây. Lên đây và em đã thuần thành công rồi. Đấy, lá đang ra, lá rất đều rồi. Và không còn hiện tượng bỏ cành nữa. Đấy, chỉ là cái mùa này, cái mùa đông này nó chậm phát triển lại thôi. Đó. Mít có mít các bác nhé. Bưởi có bưởi. Đấy, ổi, đặc biệt là ổi. Em rất đất ruộng, gần ruộng nên là ổi nó rất phù hợp. Rất phù hợp. Ổi ăn rất ngon. Đấy, ăn quả, ăn quanh năm. Đây này, trước này là cái ý tưởng của em này các bác này. Khi mà em bắt đầu về quê ấy. Em mới về 2 năm thôi. Đấy, trước cũng bôn ba nhiều nơi rồi. Rồi xác định về quê đây để làm cái này dàn. Dàn cây. Đấy, dàn đấy, bây giờ một đời dàn rồi, nát hết rồi. Bên kia một cái dàn nữa. Thì định là xung quanh này sẽ trồng hoa này. Là một cái khuôn viên để mình ngồi, mình chơi, mình uống nước các thứ đấy. Ở giữa này này. Nhưng mà xong rồi lại cũng phải đi kiếm công việc các bạn. Yeah, kiếm việc làm. Nó cũng không được xuân sẻ lắm, đó là mình phải làm cách nhà 50 cây, hơn 50 cây số. Cho nên là lại cũng khăn gói. Đầu tuần đi, cuối tuần về. Đó. Nên là cũng không có nhiều thời gian để mà dành cho cây như khi mà mình ở nhà. Đó. Nhưng mà đúng ra là ở đâu cũng phải cần công việc thôi các bạn. Ở đâu cũng phải. Đâu cũng phải kiếm việc thôi. Việc làm. Không có việc làm thì nó cũng nhàm chán thực sự. Cuộc sống nó nhàm chán. Nên là sẽ nên có việc. Nên kiếm một việc gì đấy. Kể cả có điều kiện kinh tế rồi ý, thì mình khi mình có việc thì mới có bạn bè, có đồng nghiệp. Đấy. Lan man quá nhỉ. Đây là một cây thị, cũng thị. Cái thị này thì đúng là người ta múc bỏ rồi, phá
phá vườn để người ta xây tường rào cho nó đẹp ấy. Thì mới múc múc lên rồi. Mà cây này á, cây này là ngày trước bị cắt một lần rồi. Cái cơn cây chính này với em là mỗi một cái cây là một câu chuyện các bạn. Đây, cái thân chính này, thân chính nó to này, đường kính nó khoảng 40 nhưng mà cắt rồi nên cái một cái bệ rễ nó rất to. Sau là nó lên cây thân thứ hai, thế hệ thứ hai. Thế hệ thứ hai thì cách đây 2-3 năm thì lại cũng bị người ta đẽo một lần, người ta đẽo từ đây đến đây, đẽo đây hơn 30 phân đấy, ta đẽo để cho nó chết đi đấy. Nhưng mà may cái là hai bên này đẽo phạm, nhưng mà hai phần bên này thì nó vẫn lên được, vẫn lành được đấy. Thì nó lại bọc lại dần dần, và sau này vài năm nữa thì nó bọc kín hết chỗ này. Đó, một câu chuyện, mỗi cây một câu chuyện như thế các bạn. Thì coi như là mình cứu được cái cây này. Đấy, bây giờ nó lộc mạnh rồi, nó lộc mạnh lắm rồi. Đấy, cái hệ rễ, hệ bệ của nó rất to đây, ra tận bên này, ra tận bên này, đến bên kia, đó. Cái này mà chơi mình cái bệ cũng được các bạn, làm cái rừng cũng được, rừng thị cũng được. Này sim, sim, em sim chết nhiều lắm các bạn. Ở đây chia sẻ với các bác yêu sim. Chia sẻ với các bác yêu sim này. Sim này các bác nhá. Sim củi, củi sim. Rất dễ thành củi. Đây là một đống này là củi sim không các bác ạ. Hoàn toàn là sim này. Đấy. Sim, sim. Đấy, hoàn toàn là sim đấy. Hoàn toàn là sim. Đây là chưa đâu, chưa hết đâu. Đây, mấy cái cây xa xa ngoài kia để cắm cọc để mà cho cái đậu leo đấy là cũng là sim đấy. Đó, đây sim này. Đó, gốc sim này các bác ơi. Gốc sim này. Đó, gốc sim đấy. Sim đấy. Một xe ô tô các bác. Một xe ô tô sim. Đấy, nên là cũng rất nhiều chi phí ấy, không đơn giản đâu. Đây nữa, sim này nữa này. Nhưng mà đốt đi nhiều rồi, đây. Và đây là đốt đi nhiều rồi. Đây, sim này. Đó, sim đấy. Đó, củi sim rất chắc. Sim đây nữa. Sim này nữa. Sim kia. Nó khoảng vào khoảng 20 gốc, hơn 20 gốc rất to. Chết. Gốc khoảng 35 vanh trở lên. Rất tiếc các bạn. Tiếc cực kỳ tiếc luôn. Mất rất nhiều. Mất rất nhiều. Chơi phôi thì nó rẻ hơn nhưng mà nó rất mạo hiểm. Đấy. Rất mạo hiểm, lấy phôi rất mạo hiểm các bạn, đơn giản đâu. Cái trứng gà, trứng gà đấy. Cái phát tài, phát tài núi. Cây này cũng một câu chuyện rồi các bạn này, cây này cũng là một câu chuyện gian nan này. Thôi sẽ tâm sự với các bác vào video khác. Video này thì em xin kết thúc ở đây nha các bác nha. Đấy, thị thì là đến mùa là sẽ có quả thị ăn rồi. Đấy, cây kia sang năm là sẽ có quả thôi. Thị, sim. Hôm nay là có rượu sim không? Có sim ngâm rượu rồi. Đấy. Rồi, xin chào các bác nha.